Con xin mến chào và chúc sức khỏe tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Rất cảm ơn cô chú đã luôn đồng hành ủng hộ kênh cũng như ủng hộ các anh em nhà vườn trong thời gian vừa qua. Hôm nay thì con đang có mặt tại vườn của anh Vinh Long Mỹ quý cô chú ơi. Anh Vinh có biệt danh là anh Vinh Sộp, tại vì anh có nhiều cây sộp đẹp lắm nên là anh em hay gọi là anh Vinh Sộp ha. Hôm nay thì cũng giới thiệu đến cô chú một số cây mới trong vườn của anh nữa. Trước mắt là một cây tứ quý khủng nè cô chú. Đó, mình có nhu cầu gọi cho anh cây này ha, cây này cũng lên clip của chú nhưng mà chưa có lên clip hôm nay. Đó thì sẽ giới thiệu đến cô chú. Hôm nay thì có khế nè, lộc vừng nè và một số cây bonsai khác nữa chứ như mai chiếu thủy rồi không thể nào là thiếu sộp nha. Thì con mời quý chú cùng gặp lại anh Chiến ha, anh Chiến hỗ trợ vườn của anh Vinh bấy lâu nay để thông số chi tiết giao lưu cùng quý chú. Em chào anh Chiến ha. Rồi chào Khánh, chào cô chú anh chị. Hôm nay cũng đến vườn của anh Vinh Sộp là Long Mỹ ha cô chú. Dạ. Anh giao lưu cô chú anh chị là một số cây như là lộc vừng, khế, chướng thủy, me, mong cô chú ủng hộ cho anh Vinh. Không để chờ đợi lâu là vô chi tiết là cây 17 là cây khế nghe cô chú, khế dạ. Chua nha. Một số cây lớn như thế này thì đúng anh rồi. Sẽ ship 300 cây heo chú, xa hơn thì mình thương lượng vẫn ship nha quý cô chú ơi. Còn mấy cây nhỏ nhỏ thì toàn quất hết. Cho nên mình rất là tiện giao lưu ha. Đầu clip hôm nay mình nói tiếp những cái mã số clip trước quý chú. Mã số 17. 17. Một cây khế chua anh một ha. Cây khế chua. Có chắc là chua hay ngọt không anh? Chua. Cây này đang trái lắm rồi chú. Đây đây đây, đây con gọi trái cho mình xem nè. Trái chín luôn nè ha. Trái chín nè. Nó đang mang trái mà. Nhiều trái lắm. Cây này dáng bye bye mà trái như thế này của chú, khi mà nó ra trái ra bông của chú nhìn rất là thích mắt luôn. Đây nè. Trái nữa nè. Đây con cắn thử cái. Nhìn rất là đã luôn. Thơm. Nhìn bóng bóng hòn chứ. Chứ không thơm dám cắn đầu chua lắm. Thơm thì cắn cái mới biết. Đây. Trái chín luôn anh ha. Chín luôn. Đỏ rực hết trơn nè ha. Thế chua quá chú. Nhưng mà không chua lắm nha. Thế chua nó chín cũng chua chua ngọt ngọt chứ không phải là chua nhiều lắm. Rồi cái này đo thông số chiều cao nhắm chứ giờ. Đây. Ngon quá. Rồi. Chiều cao 2m. Tán rộng khoảng 3m đi cô chú ơi. Chắc không tới 3m của anh ha. Hao không gỡ 3m đâu cô chú, hai thước dây. Hai thước dây. Nó có một cái dáng bài bài vậy nè cô chú, thân lắc lắc bài bài vậy nè. Rồi thoát thân lên cái bài này là một thước dây luôn. Quý cô chú mình trồng có thể mình ngã xuống chút xíu cho nó bài thấp hơn nha cô chú để dễ hái trái nha. Dạ. Cây này đặc biệt là chi cành người ta hái hồi nhỏ nha cô chú, không có lớn vậy chân nè. Dạ. Rồi. Đo cái chi lên đây nè. Ta hái hồi nhỏ luôn. Đó, nó tới 37 luôn á. Sẵn con thấy trên này luôn, chỉ cho cô chú luôn nè. Đúng rồi, cháy nó bị nắng nó táp cháy. Dạ. Nhưng mà này anh xử lý rồi. Không có gì. Rồi, đo hoàn thân luôn anh ơi. Nói chung là cây dáng bài. Cái này bài trà. Cây lớn này đo 2-3 thông số đi cho cô chú dễ đi. Nè, 56. Rồi. Rồi vị trí này là 75. Quá. Như này là 96 luôn. Rồi, hết đế luôn anh ơi. Rồi. Để gì đi cho cô chú là cỡ 2,5m. 2,5m, hết bàn đế này là 2,5m. Hơn 2,5m mà tính 2,5m đi cô chú ơi. Để con đi vòng đế rồi anh báo giá cho mình luôn nha. Đó, đế thì nó vậy nè. Mình có thể trồng cắm nghiêng nghiêng xuống chút xíu nữa. Tạo thành một cái dáng bay của chú ha. Trái thì nó chín đây, nó có nhiều độ trái chín lắm, này chín hơn nè, này chín vừa tới nè. Còn ở trên này là trái này là đỏ rực luôn nè, là chín chín mùi luôn rồi nè. Đó, để con hái trái chín mùi ăn thử coi nó gan sao nha. Chín vàng ươm hết trơn. Nó ngọt hơn trái nãy. Chín mà, chín phải ngọt rồi. Nó chua, khế chua của chú nhưng mà chín khi mà chín chín nhiều thì nó ngọt. Không chua lắm. Rồi giá luôn anh ơi. Rồi cây khế chua mã số 17 này giao lưu cô chú anh chị là 15 triệu, bao ship 300 km. 15 triệu anh ha. 15 triệu, bao ship 300 km. Ship 300 cây. Cây này ship nặng lắm cô chú. Dạ. Rồi đổi giúp em luôn. Rồi mã số 18 là một cây lộc vừng. Cây lộc vừng cũng khủng anh cô chú. Dạ đây. Một cây lộc vừng. À. Mã số 18.
Một cây lộc vườn giáng thú mình thú. Sửa cũng lâu rồi anh ha. Cây này cũng thành phẩm ạ. À. Dạ, cây này thì thật ra là ấm tàn đó cô chú. Có quay rồi cô chú nhưng mà tới lưu chưa xong giá, ảnh chưa giao lưu được. Hôm nay vẫn tiếp tục quay giới thiệu đến cô chú luôn. Thì nó càng ngày càng hoàn thiện hơn cô chú ơi. Rồi, chiều cao là 2 mét cô chú ơi. Dạ. Đây đây, thước nó tới đây nè. Chiều cao 2 mét. Tán rộng này cỡ 3 mét anh hả? Không không tới cô chú ơi. Tán rộng 2 mét rưỡi. Tán rộng 2 mét rưỡi. 2 mét rưỡi. Rồi. Đo cái độ bò của nó luôn cô chú ơi. Cái chiều ngang cái thân mình đi. Chiều ngang của cái đây hả? À. Tới đuôi này đi. Rồi, 1 mét. Rồi, cái chiều ngang này là 1 mét nè cô chú. Nằm vậy là 1 mét nè. Chân cẳng. Rồi, hoành thân ở đây là 86 luôn cô chú. Đó. 86 anh ha. 86. Yeah. Những cái cốt nuôi trên nè. Cái cốt ngọn này là nuôi lên nè. Mà nó to vậy nè. Đo luôn anh ơi. Đo luôn. Lỡ là đo đi. Chắc cỡ là hai mấy 30 quá. 30 luôn cô chú ơi. 30 nè, anh ha. Nuôi cái ngọn mà tới 30 luôn nè cô chú. Rồi. Ngọn 30. Đây, đây những cái chân rễ nè cô chú. Mấy cái giò đó cô chú. Hồi đó người ta cắt ở đây nè. Đúng rồi. Mà bít mà cắt luôn nè. Đây là một con thú nằm nha. Rồi để em đi qua bên đây cái anh ơi. Đi qua đây cho cô chú mình xem ha. Hôm nay anh lên một cái chậu bể, cái bể chậu, chậu dài. Rất là đẹp. Ở đây cái mà cắt nè, mà kéo lại vậy nè. Nó kéo cũng liền luôn mà còn có chút xíu à. Hai bên mặt đều đẹp hết. Rồi. Rồi phần trên này cái mặt cắt chính lớn này thì nó bo vậy nè cô chú ha. Đúng rồi. Ảnh cũng chám xi măng ở giữa mồi cô chú. Cái này là mình mồi đi, mồi cho nó đi nhanh. Này nè. Thì nó bo lại tròn đều hết trơn rồi nè. Đây, mặt bên đây của con thú đây. Một cây lộc vân. Dạ. Đợt trước thì quay ngay cái đợt hoa của chú, đợt này thì nó không ngay. Đều có hoa hết nha. Rồi giá bao nhiêu đây anh ơi? Rồi cây lộc vườn mã số 18 này giao lưu cô chú anh chị là 25 triệu, bao ship 300 km, không có chậu nha cô chú. Luôn cái bể này mà. Ha, luôn chậu luôn ha. 25 triệu, bao ship 300 cây. Dạ. Bao chậu luôn, tặng 3 cái đôn luôn để luôn. Dạ rồi. Xa quá thì cô chú thương lượng để rồi gọi tiền ship chứ còn cái này nó nặng lắm cô chú ơi. Một cây lộc lớn cô chú. Một cây lộc lớn mình mang lộc về nhà luôn. Cây này cây thành phẩm luôn á. Rồi đổi luôn anh ơi. Rồi. Tiếp tục luôn. Rồi cây gì đây nữa đây? Rồi mã số ơi. 19 là một cây chứng thủy. 19. Dạ rồi, một cây mai chiếu thủy. Rồi. Dạ đèn lá lớn nha cô chú. À. Dạ. Rồi. Cây này nuôi tay cạnh là gần ngón giò cái hết rồi cô chú ơi. Đây. Rồi chiều cao 75 cô chú ơi. Lấy tới đây nè, không có lấy lên cái lấy thần lớn thôi. Rồi, ngang cũng vậy luôn. Cao 75, ngang 75 luôn anh hả? 75 luôn. Phải không? Cái này em thấy to hơn chứ. Không, đo tới lấy tầng chủ này thôi, còn mấy nhánh này mấy nhánh này không lấy đúng, anh đúng ha. Rồi. Mấy cái tượng mới không lấy. Rồi. Đo này số anh mới giật lại cô chú mới giật lại. Rồi, 29 trên cổ nè cô chú. Dạ. Làm cái form tàng đa nữa anh ha. Thằng đa đây rồi vị trí này 56 rồi xuống dưới đây là 77 luôn cô chú ơi. Dạ. Rồi nồi đế này là nó giáp cái chậu luôn, đo đường kính cái chậu này 60 đó, nồi đế nó cứng ra tới chậu luôn. Một cây chứng thủy da đen lá lớn mã số 19 giao lưu cô chú anh chị là 7 triệu, bao ship toàn quốc không có chậu. Rồi. Dách đế nở theo chú, da đây đế nở. Đây nó có mấy cái đây anh Khánh đây nè cho cô chú ấy đó, nhưng mà anh xử lý rồi ok hết rồi. Mặt cắt kéo cũng khá tốt anh ha. Đúng rồi, những cái mặt cắt kéo này là coi như nó thẳng là
ảnh xử lý là không có động nước á, nó giọt hết là thành ra nó còn không còn bị là mục lũa vô trong nữa. Còn trên này nó kéo vô luôn nè. Dạ. Đó. Đây 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 đây, mà cắt nha. Đó đó. Giữ vị trí này lại giùm em. Rồi. Đang tràn vô nhiều á. Đúng rồi. Nó đang kéo lần vô là nó đang lần vô nhiều lắm. Ở trên này thì bít luôn nè. Mã số 19 anh ha. 19. Rồi. Thị cho đen lớn giao lưu của chú anh chị là 7 triệu bao ship toàn quốc, không có chậu nha. Rồi, tiếp tục giúp em luôn. Rồi, số 20 là cây linh sam. Một cây sam siêu bông. Cây này nhìn kỹ rất là đẹp, chi cành nó phân bố ha. Đây, cây trên xuống dưới. Này cũng già của chú ơi. Cây này nuôi chi cành lâu à. Một cây sam siêu bông. Rồi, thông số chiều cao ở đây là 90 cô chú ơi. Rồi, tán ngang là 60 luôn. Dạ. Rồi, hoành thân vị trí này là 15. Ngay cổ này là 25. Dạ. Rồi, hết nồi đế này luôn là 75. Rồi. Hết nồi đế là 75. Này. Cây này đế thì xong. Cũng sạch anh ha. Sạch cây. Chỉ cần già. Chỉ có mà cắt chỗ này mà nó ấy rồi. Nhiêu đây anh? Rồi, cây linh sam mã số 20 này giao lưu của chú anh chị là 2 triệu rưỡi bao ship toàn quốc luôn. Dạ, 2 triệu rưỡi cho cây này. Thì toàn bộ như con nói là vườn anh mình đi mấy cây này là đóng kiện không? Đóng chú? Kiện. Ngoài trừ những cây phôi ha, mà cũng ít phôi lắm chú. Này là anh đóng kiện kỹ lắm, đóng bằng bằng sắt hoặc là kiện gỗ. Gỗ. Hàng sắt không luôn. Chú. Nếu mà đã từng giao lưu với anh rồi thì biết ha. Làm rất là chỉnh chu kỹ. Rồi tiếp tục anh ha. Mã số 21 là một cây me. Rồi. Có khi cây tới nhà mình là phải cưa cắt ra mới được. Một cây me dáng dáng bài. Bài. Dáng bài đổ rồi chú. Đây. Dạ. Cây này cũng được nuôi rất là lâu rồi nè. Già chi cành như vậy nè. Quay qua đi anh. Quay qua giúp em đi. À. Rồi. Dán nó nghiêng nó chồm xuống vậy anh ha. Để nó cầu nó bò ra đây. Nó giữ chịu lại ha, nhìn độc đáo luôn chứ. Rồi, thông số chiều cao là 55. Này tàn nó tròn nha, nó bay nhưng mà tàn nó tròn cô chú. Rồi 70 luôn. Nó tròn dình luôn. Dạ. Rồi cái rễ bò tới đây là 35 này cô chú. Đó. Đây nó đổ xuống vậy. Rồi hoành thân vị trí này là 27, 28 kể 27 luôn cô chú ơi. Dạ rồi. Đây đó. cái cốt mà nuôi nè. Rồi, bị lớn rồi. Chắc cỡ tầm 12 13 sang 14 luôn. 14 sang anh ha. 14 luôn. Lợp tàn kính mít luôn anh ha. Ừ. Rồi, quay giúp em cái nên anh chị. Me này là coi như cũng ảnh đánh là thành phẩm ám tàn rễ nó chồm một đúng cái dáng cây giống như là nó bị đổ về một cái hướng nào đó anh ha, nhưng mà nó không chịu đổ hết, rễ nó treo lại giữ lại. Cái này nó mang trái lòng thòng đẹp lắm cô chú ơi. Rồi cây này giá sao đây anh? Rồi một cây me dáng bay này mã số 21 giao lưu cô chú anh chị là 5 triệu rưỡi bao ship toàn quốc, không có chậu nha. Dạ, gần thì trao đổi cái chậu này ha cô chú. Đúng rồi đó. Giao xe được thì ảnh giao chậu mà mình trao đổi thêm tiền thêm cái chậu này, chậu chữ tàu cũng chậu xưa không anh? Chậu xưa luôn ha. Rồi đổi luôn giúp em anh Chiến rồi mã số 22 là cây này chào Phúc Kiến. Cây này thì mâm tay cũng đã hoàn thiện rồi, trái trên cây rất nhiều và đang cho hoa nữa. Cây này hình như là có hai tên không? Cây bùm sụm đúng không? Cây bùm sụm của chú ơi. Bùm sụm trong miền Nam kêu bùm sụm. Rồi chiều cao 70 luôn cô chú ơi. Miền Trung kêu khác nữa chú. Miền Trung kêu cây chùm rụm, cùm nụm. Rồi tán ngang này là 60 luôn. Tay cạnh là ấm hết trơn nè. Lợp ấm luôn. Đó. Dạ. Đây. Rồi hoành thân luôn. 12 luôn. 12 anh ha. Cây thuần chậu lâu hết thuần chậu lâu luôn.
Tay cành cũng cũng hoàn chỉnh hết trơn rồi. Hết dây. Hết dây rồi. Nó đang cho trái cứng cây luôn cô chú ơi. Nè, trái nhiều. Trên này nè. Trái nó ra cứng cây luôn nè. Đó. Đây nó còn non nè cô chú. Chứ nó khá là nhiều. Rồi tới cái màu chín nó đẹp lắm cô chú ơi nè. Đó. Nhiều đây anh. Rồi, cây trà Phúc Kiến là mã số 22 giao lưu cô chú anh chị là 1,5 triệu, bao ship toàn quốc. 1,5 triệu anh ha. 1,5 triệu. Này cũng đóng kiện luôn đó cô chú. Đóng kiện luôn. Đóng thùng đóng kiện thôi, tới cây này thành phẩm rồi. Đưa tới cô chú là tay cành còn nguyên chứ để không mình ấy ra. Không đóng kiện nó thảy gãy tay chi hết. 1,5 triệu, bao ship toàn quốc. Dạ. Tiếp theo luôn anh ơi. Rồi, mã số 23 là một cây lâm vồ. Một tác phẩm lâm vồ. Còn gọi là một cây đề heo chú, đề trắng. Cây này thì người ta nuôi hồi đó trong cái khuôn chậu nè. Đúng rồi. Khuôn chậu hay là cái khuôn gì đó mà nó nằm vậy nè. Trong một cái chậu, rồi bó, rễ nó bó theo chậu luôn đó. Đó, giờ nó ra là nó vậy đó cô chú. Đó. Giữ nguyên cái khuôn luôn anh ha. Giữ nguyên khuôn luôn. Cây này khá độc đáo cái bộ đế nè cô chú. Nó có cái chỗ này chút xíu. To nha cô chú, to. Chỉ có đặc điểm chỗ đó thôi. Dạ. Trên này, trên cổ này có tí nữa. Đây. Này thì cổ thì nó bo lại khá đẹp anh ha. Đúng rồi. Nó bo hai bên lại. Rồi, thông số chiều cao là 1m2 cô chú ơi. Rồi, tán ngang là 1m luôn. Cao 1m2, rộng 1m. Rộng 1m. Đo nhiều vị trí cho cô chú dễ tham khảo. Đây, trên ngay cái cổ này là 32, 33, cái 32 luôn. Rồi, đo. Sát dưới đi anh này, sát dưới đi. Cái này nó cũng gần bằng nhau, đúng rồi. Rồi, ngay cổ này luôn. Là 74, cái 73. Rồi. Hết cái cũ luôn cô chú ơi. Nè, cái cũ phình của nó ngay cái chỗ chậu nè. Là 121. 20 đi anh. Kể 120 luôn. Dạ. Đó. Đây. Phần thân nó liền với cũ hả cô chú? Phần nó liền luôn. Nó như thế này. Đó, nhìn này hai vách hai bên bên nào cũng vậy luôn cô chú. Đó, nó tự khến với nhau luôn, rễ nó sổ xuống rồi nó khến liền luôn á. Đây, còn dâm tàn trên là nó ấm luôn. Đó. Dạ. Đây. Rồi một tác phẩm lâm vồ mã số 23 giao lưu cô chú anh chị là 6 triệu, bao ship toàn quốc. 6 triệu, bao ship toàn quốc luôn. Dạ. Rồi tiếp tục anh Chiến ha. Rồi, mã số 24 là một cây sộp. Đây, tới sộp. Cây thương hiệu của anh Vinh đây của chú ơi, sộp. Đây. Anh thì có nhiều sộp lắm, đủ kích cỡ, đủ dáng thế hết trơn luôn. Ai muốn chơi sộp thì kiếm anh Vinh. Chơi sộp. Cây này thì ảnh cũng chia sẻ với con là ảnh mới điểm dây lại, cho nên là đem vô mát. Lá nó không đỏ chứ có nhiều cây ở ngoài nắng lá rất là đỏ của chú. Này thì mình đem ra nắng vài ba bữa là đỏ tươi. Rồi, thông số chiều cao đến cái đỉnh của cái thân này là 1m cô chú ơi. Dạ. Đây. Mình đo tới thân thôi chứ không có đo ngoài tay chi luôn. Rồi, 50 ngang này, 50 luôn cô chú ơi. Đây. Rồi, anh không có lấy hết tàn nha. Không lấy hết tàn. Mình đo thân chính thôi. Dễ cô chú, dễ chơi. Rồi, ngay đây là 34. 34. Đo hết cổ này luôn đi. Rồi, 1m05 luôn. Để dạ. 6 mà để kể 05 luôn. Còn đo trừ 2 cho cô chú luôn. Dễ chơi. 1,5m đi anh ơi. Rồi, kể như 1,5m luôn. Đo cái độ sổ của cái rễ này xuống luôn nè cô chú. Tới đây là 40 luôn nè. Dạ. À, đặc biệt cây này sạch nha cô chú. Đây. Dạ, dạ, đỏ ao cho anh. Đỏ ao luôn nè. Nó lên da đồng luôn á. Đó. Phần trên này thì anh mới cắt giật lại heo chú để đây nuôi nó, chi cành mới. Đây nó có cái rễ độc này cô chú, tự cái nó sắn ngang nó uống cái nó co lại nè. Đó. Dạ. Rồi quay giáp vòng luôn. Vô vòng báo giá luôn anh ơi. Rồi, cây sộp mã số 24 này giao lưu cô chú anh chị là 4,5 triệu, bao ship toàn quốc luôn. Không chậu nha cô chú. Tại có cái chậu nó nặng quá. Dạ rồi. Tiếp tục luôn. Rồi, mã số 25 là một cây mai trứng thỉ da đen lá lớn luôn. Một tác phẩm luôn. Này đúng form tàng đa nữa. Đúng rồi. Đây. Này. Cái này cô chú ấy là giao lưu luôn cái chậu luôn cô chú ơi. Này luôn chậu anh ha. Ừ, ship luôn chậu luôn.
này là chơi dữ luôn á. Chậu này nhỏ gọn thì mình xếp đúng luôn rồi, chậu xếp luôn cô, đóng được thì đóng, đóng được nguyên luôn. Cái kiện dính cái chậu này luôn đó. Này, giao luôn cho cô chú anh chị mau lẹ luôn, một bệ tàng đa luôn á, cây khá là dài ha chú, đen thui một vài điểm lũa ha. Rồi kéo. Chiều cao con này là 60 luôn cô chú ơi, cái này tàn tròn vo nha. Rồi hết tàn này là 90 luôn. Dạ rồi. Cái này cao 60 ngàn 90 anh ha. Nó tổng bệ đi anh. Bây giờ nó tổng bệ đi chứ giờ. Nó dính mà, nó dính liền với nhau một cái mà. Một thân đi ra thôi chú. Cây rất là già của chú. Rồi. 90. Này bể đế nó liền với cái chậu đo cái chiều ngang của chậu đi cô chú ơi. Khỏi đó kia. Rồi cái chậu này dài 55. Ngang 40. Đây. Bể đế nó nè, khắn với cái chậu gì luôn cô chú. 55 là lọt lọng anh hả? Lọt lọng á. Tức là 60 á. Đúng rồi, đúng rồi. 60 40 á. Ừ. 60 40. Đây. Dạ. Yeah. Trên này mà cắt nó bo lại vậy nè ha. Đó, ở đây nè. Chỉ có chỗ đó thôi cô chú ơi. Còn nhiêu là sạch hết. Rồi, rồi cái này giá sao đây? Trứng thủy da đen lá lớn này mã số 25 giao lưu cô chú anh chị là 5,5 triệu, bao ship toàn quốc, có cái chậu này luôn. Quý cô chú thích cái tàn đa xung xuê đầy đặn thì mấy cái này ha chú, nó xuê tàn ra rất là tròn đều. Cây này nó nằm chậu xuê hết luôn. Nằm chậu này cũng lâu cô chú, đem về là coi như mình đặt mình chơi à, khỏi thay vậy chứ. Phân cũng này kia nọ là ảnh xử lý trong này rồi hết trơn đó. Tàn đa thì nó mang cái ý nghĩa là đầy đủ sung túc ha chú, đủ đầy. Rồi, tiếp tục luôn giúp em. Rồi, một cây sợp đọt đỏ luôn, mã đây, số 26. Cái cây này là được ra nắng nè cô chú, được tắm nắng nè. Còn mấy cây kia đang vú trong mát. Đó. Đó, ra tắm nắng đỏ này, cái này là chưa phải đỏ nhất nữa. Chưa đỏ nhất nữa. Cái này, tại vì nó chưa được đây. Trực tiếp ngoài nắng. Đó, lá đều trơn luôn ha. Thì như mấy cây kia thì cô chú chỉ cần đem ra nắng thì thôi nó sẽ trở lá lại thôi. Một cây sợp nữa. Vinh là vinh sọp mà. Đó. Ờ, cái này cũng là phom đa nữa nhưng phom mà đa. Nó có nhiều dạng vậy đó. Rồi. Rồi, thông số chiều cao đây là 70 cô chú ơi. Tới đỉnh này 70. Rồi, tàn dài này là một tàn ngang này 1m1. Dạ. Đều hết trơn hết chú. Đậu sổ cái đế này xuống đây là 40 này cô chú. Lá này mình ăn được nha quý cô chú. Đúng rồi. Lá này ăn chua chua chát chát rất là ngon. Rồi hoành thân chậu cổ này là 67 kể 66. Yeah. Rồi vậy luôn đi. Rồi 1m4 luôn cô chú ơi. Dạ rồi. Kéo xuống đây là hầm hết mấy thước luôn, 1,5 luôn á. Cái này. Nè. Cái này thì dường như là mình chơi cái bộ đế ha chú. Toàn bộ phần phần đế, đế là thân luôn, thân là đế luôn. Đúng rồi, đế là thân là đế luôn. Ở lên đây có chi cành vậy nè, đánh qua đây. Rồi một số cái chi cành nó mọc trên đế này. Trên cái bệ này. Rồi. Giá như đây anh Chiến ha. Rồi, một cây sọp đọt đỏ này mã số 26 vô luôn cô chú anh chị là 4,5 triệu, bao ship toàn quốc luôn, không chậu nha. Như mấy cây này thấy vậy chứ đóng kiện đúng cực rồi. Lắm. Đóng bự lắm, đóng to. Tại vì chiều ngang này tới 1m9, ý tới 9 tấc là tiền phí cao. Lắm. Tiền cái kiện rồi tiền phí ship. Rồi, đổi giúp em anh Chiến ơi. Rồi, mã số 27 là một cây mai trứng thủy. Một cây mai chiến sĩ theo chia sẻ của anh Vinh là cây này hết bài luôn chứ. Chơi hết bài luôn anh Chiến ha. Ừ. Đây. Một cây cây dáng liễu của chú ha. Dáng liễu quý chú thường hay gọi là dáng gì? Buông rèm, buông mành vậy đó. Là cái mà này. Cây này đặc biệt là nó sạch cây nha cô chú, chỉ có mặt cắt trên ngọn thôi chứ dưới này thân với đế là coi như là không có bị mục lũa luôn á. Đó, đó. Nó sạch trơn nè. Dạ. Chỉ có mặt cắt đây nè. Đó. Rồi. Cây này cũng khá giót anh ha. Đúng rồi. Bóp giót. Rồi giữ vị trí này luôn anh ơi. Có cái độ lắc lượng nhẹ của chú. Rồi, thông số chiều cao là 1m1 luôn cô chú ơi. Rồi, tán ngang này là 1m luôn. Dạ. Mai liễu. Mai liễu. Đây. Sửa dáng liễu rủ anh ha.
liễu rũ, cành rơi liễu rũ này rồi là... cái ngay cái cổ này là 37 sửa hoa giấy vạn hơi lầu với chú thường. Rồi đây là 65. Dạ đó. Rồi 1m2 luôn cô chú ơi. Trừ hao đi anh ha. Trừ hao luôn. Hao đi. 1m2. Đây phần thân bể dưới này đúng rồi. Đó, cũng đúng khá là sạch sẽ liền lạc. Nó không bị mục lũa, chỉ có cái mặt cắt trên ngọn đó thôi. Lên đây thân nó lắc vậy nè. Rồi, giá nhiêu ra anh? Rồi, cây chứng thủy mã số 27 giao lưu cô chú anh chị là 3,5 triệu. Bao ship toàn quốc không có chậu nha. Có 3,5 triệu mà ship cái chậu này là hơi nặng hay cô chú. 3,5 triệu thôi chú ơi, cây này rất là già luôn. Không dưới 40 năm. Đúng rồi, 3,5 triệu. Cái thân này mã số 27 á. 3,5 triệu ship toàn quốc không chậu nha cô chú. Dạ, rồi, tiếp anh ơi. Rồi, mã số 28 là một cây si búp hồng ghép da Nhật. Một cây si búp hồng ghép da Nhật. Hiện giờ khá, hiện giờ chú còn rất là ít cái dạng này chú. Hồi đó thì chơi nhiều ha, chứ bây giờ lại thích chơi si nhiều cho nên là chơi si riêng thôi. Không có chơi cái dạng ghép, mình kiếm này cũng hơi khó. Khó. Dạ. Cây da Nhật thì như vậy nè, lá nó bóng đẹp. Cho nên hồi xưa người ta phải lấy cây gốc si ghép vô. Này nó bóng đẹp quanh năm luôn cô chú. Cây này cây si, nếu mà không chơi da Nhật thì chơi si là cái bộ đế đẹp lắm cô chú. Dạ, đây là nguyên cái gốc này là gốc si búp hồng nha cô chú. Rồi nó tự nó bò ra, nó khến lên trong cái vòng chậu luôn đó. Là nó sạch cây luôn, mà đẹp luôn đó. Dạ. Đây. Rồi, thông số chiều cao tới cái đỉnh này là 1 mét nha cô chú. Dạ. Rồi. À, ngang ngang đây là 75 luôn. Rồi. Đây, đo cái độ sẽ ổ của cái đế này luôn nha cô chú ơi. Rồi xuống tới đây là 50 luôn cô chú ơi. Nè. Yeah. Đó. Hoành thân ngang đây là 26 luôn cô chú ơi. Hết thằng nôm này là 97 kể tới 96 luôn. Vậy nó bò chằng chịt vậy nè. Bò là nó bò chằng. Rồi 1m8 của cái dòng đế luôn. Dạ. Đặc em biệt. Mà thấy một cái đặc điểm đó anh chứ thường là nếu mà cây si mà riêng á thấy hay bị cháy lũa rồi ha. Đúng cháy rồi. Mà khi mà ghép này vô. Ừ. Không thấy cái góc nào bị gì chứ. Làm như cái nhựa nó mạnh kéo xuống nó mạnh, nó không có bị Rồi, phần trên cây này. Đây là ghép từ đây trở lên là da Nhật, còn từ đây đến đây là cây si nghe cô chú. Nếu dạ. Mình không cần chơi da Nhật cắt ngang đây là cái tược nó ra một cái si. Si búp hồng. Đặc biệt cái bộ đế này rất đẹp nha cô chú. Nó bò ra là nó cứng ngắt hết cái chậu luôn. Rồi, rồi mã số 28 này giao lưu cô chú anh chị là chỉ 4,5 triệu thôi. Bao ship toàn quốc không có chậu nha. 4,5 triệu. 4,5 triệu. Đây cây sạch cây luôn. Dạ. Cây này sau này ra cây đẹp cô chú. Cây này bộ đế là khỏi chê luôn cô chú ơi. À. Những cái hốc hết này sau này cô chú muốn chơi gì nó cấy đá vô trong đó. Dạ rồi, tiếp anh ơi. Rồi, mã số 29 là một cây bằng lăng, phôi bằng lăng. Một cái phôi bằng lăng. Mình có thể chơi gin hoặc là mình ghép tường vi đồ vô hết đúng chú. Rồi. Đây, mà cây này nhỏ mà nó già, nó nằm nhỏ nó già. Đây nó có cái hốc. Cái hốc này. Cái hốc này không mục nữa chú. Đây, đúng nước rồi. Ở trong này nè. Đó. Mà đặc biệt cây bằng lăng này cái thân gỗ nó cứng lắm, nó không có dễ bị, nó khó nồng nước lắm. Này, đó. Mình muốn không cho nó ấy thì mình lắp keo lại, mới muốn đúng kéo rồi. Lại. Đúng rồi. Dòng này thì nó cũng kéo khá là mạnh ha. Rồi, thông số chiều cao tới đây là 53. Dạ. Rồi. 53. Nó là cái phôi không có đo tàn ngang được cô chú ơi, đo ngay cái cổ này nha. Rồi 34. Rồi đo ngang cái bể đó đi. Rồi ngang đây là 70 71, kể 70 cũng đo trừ hao cho cô chú hết trơn. Cái chân bể nó đẹp, chân bể đẹp. Đây nè, hồi đó mà cắt này mà kéo bút luôn nè, nó mồi rễ xuống cắm đi xuống không. Rồi 1m2 luôn cô chú ơi, này tới 1m3 luôn mà trừ hao mấy này 1m2 cô chú nhìn rõ nét nhất luôn ha. Đây hồi đó ta chặt ngang đây nè, bây giờ nó ra đây nè. Đặc biệt là nó kéo nó chảy nè cô chú. Có nu luôn nè ha. Ừ. Nu nè. Ở trên này có cốt cành nha cô chú. Có cốt cành đây nè. Đầy đủ cốt cành.
Rồi cây này giá nhiêu ra? Rồi một phôi bằng lăng mã số 29 này giao lưu cô chú anh chị là 3 triệu, bao ship toàn quốc. 3 triệu. Rồi. Cây cuối clip luôn anh ơi. Cây cuối clip là một cây gì đây? Cây cây này đi. Si cây si búp hồng quá. Đi. Giá mềm luôn. Rồi cây này cây si búp hồng quá. Si búp hồng. Mã số 30. Cây cuối luôn. 30. Đây. Cái này nó bắt đầu nó ra là bắt đầu nó hồng nha cô chú. Đây nè, đang đâm mà lọc đơn, ra đó. Đơn giản anh ha. Đó. Rồi, thông số chiều cao là 55. Tán ngang là 50. Rồi. Đây đặc biệt nó có hai cái lũa chỗ này. Rồi, hoành thân ngay cái cổ này. 25. Này thì quý chú yên tâm ha, nó chặn kiểu này thì không có đường nào mà đúng mà ấy nữa hết trơn, mai mốt từ từ nó kéo tràn vô. Ngay đây là 41. Mà dòng này thì nó mà cắt mình không sợ quý chú ơi, mà cắt mặt lỗ mình không ngán. Rồi. 96 cả 95 luôn. Dạ. Rồi, một cây si búp hồng này mã số 30 cuối clip giao lưu cô chú anh chị là 2 triệu, bao ship toàn quốc. 2 triệu thôi ha quý chú. Đây. Ngồi giống như thú ngồi chồm chồm với anh ha. Ừ. À, quay mặt này giùm em. Đó, mình có thể nhìn hai mặt chứ. Mặt này cũng đẹp đó nè. Rồi. Giá là 2 triệu. Thôi cái cây này nữa đi anh ơi. Cây này nữa cuối thôi. Rồi. Cây mã số 31 là cây Trung Nu. Mốt là cây cuối clip luôn cô chú ơi. Rồi. Một cây Trung Nu. Khá là già anh ha, nuôi dạ. Tài cạnh cũng lâu rồi. Mà cắt bít luôn. Mà cắt ở trên bít luôn. Nói chung mấy cái đầu mà cắt này bít hết rồi nè chú. Bên đây nè, bít luôn rồi nè. Một cây Trung Nu. Rồi, chiều cao là 50 luôn. Tán ngang là 70. Da đen thui luôn anh ha. Da đen đây, luôn. Đây này quá trời già luôn. Nhìn ở đây mới đã rồi của chú. Đây nhìn nè. Nó kéo trơn mà cắt rễ lại kéo nè. Kéo dúng đồ muốn liếp hết trơn nè. Nè nu nè, chân nu này nó già dữ lắm anh cô chú. Giờ mình cắt móc trắng luôn nè. Rồi. Cái này cũng như là ba thân luôn nè. Rồi, hoành chỗ này là 52 cô chú ơi. Cái phần đế nó nổi rõ lên theo cô chú. Nổi rõ luôn. Nó lộ tất rồi, cả hết nội đế này là 120 luôn cô chú ơi. Nó đẹp. Nè. Bít hết luôn cô chú ơi. Hết luôn. Có những cái cục nu sệ đây, luôn. Nó có chỉ chỗ này nhưng mà đều lũa luôn rồi nè. Nó thẳng là hết mục luôn đó. Đó. Dạ. Sành lũa nu chung là già lắm già. Rồi cây này nhiêu đây? Rồi cây mai chân nu mã số 31 mã cuối clip này giao lưu cô chú anh chị là 2,5 triệu, bao ship toàn quốc luôn. 2,5 triệu. Dạ. Đó. Ok, rất là già luôn, ship toàn quốc luôn. Rồi cuối clip luôn anh Chiến ha. Mình chào chào cô chú anh chị, mong cô chú anh chị ủng hộ clip này cho nhà vườn của anh Vinh và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong clip sau. Dạ xin chào. Dạ rồi, con cảm ơn quý chú đã dành thời gian theo dõi. Quý cô chú xem kênh nhớ đăng ký kênh ha. Nhấn chuông thông báo để tiếp tục cập nhật theo dõi nhiều clip mới nhất trên kênh. Con xin chào và hẹn gặp lại.